test nhẹ con Vario 155 mới là một khuôn đồ thái bên độ xe nè. Em nói với anh em là bao ok luôn ha. Đó, quá sướng luôn. Khỏi cần test nữa ha. Đó, em bao cho anh em chắc chắn là không rung không gợn ha. Rồi, chào anh em Vario 155 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ đồ thái chống rung đầu, chống gợn rồi nha. Thì sẽ đi phần cũ để cho anh em nắm cấu hình luôn. À, xe này thì làm mới được có 10 bữa nha mà vẫn bị tình trạng rung gợn rồi, thì cho anh em có phần cái nồi cũ luôn đó. Thì dù anh em làm ở đâu mình không cần biết nha, qua bên mình sẽ chỉ cho anh em thôi đó. Thì cái xe này thì đang đi cái bố hồng nè ha, bố hồng thì anh em rất rõ ha. Đó, nói chung nhiều chỗ làm cái phần bố hồng này thì em biết được chỗ nào rồi ha. Rồi phần cái bộ bi nè, bi thì đang bị tình trạng là bể bi ha, bể bi và nó mòn hết bi rồi. Nói chung là nó mới 10 ngày thôi nhưng mà anh em nói không tin, nhưng thật sự nó đã mòn hết phần bi này nè đó, và bi bị bể nè đó, thấy không? Bể ra nè, em cho anh em coi phần kỹ phần bi luôn đó, nở đứt luôn ha. Rồi phần kẹp trượt thì mòn hả miệng lớn ha. Rồi phần cái bộ chuông này bị sọc, chuông này thì dớt để dán bố rồi đó. Thì cấu hình này thì em sẽ trả lại cho chủ xe này combo full bộ nội thái và bi bên đồ Nhật. Bi thì dùng sợi bi Nhật cho bền ha, tại bi Nhật này thì nó sẽ có một lớp tự bôi trơn nha. Vì anh em nói là không bôi trơn mà thật sự là nó ở trong có lớp tự bôi trơn. Cái kẹp trượt thì em đi kẹp trượt nồi Vinh Thái rất là bền nha. Rồi còn cái bố thì em không dán bố, bên em thì sẽ đi lại của mình cái nồi thái vũ xe và một cái chuông nồi như thế này trắng đẹp phun với vũ xe ha. Đó, mới kèm cho vũ xe luôn. Em đi là vũ xe này combo full là bố thái nha. Đó, em không đi bố dán 1, 2, 3, em đi là bố như thế này vũ xe luôn, nguyên cầm mới nha, em không thay bố nữa đó. Anh em mà muốn làm cấu hình chị gợn nè, chị rung thì ghé bên em thì chuyên làm rồi tay ga dòng Vario nha, chị bóc êm bền nhẹ nhàng cho anh em. Rồi xin chào anh em ha. Rồi chào anh em Vario nha, giới thiệu với anh em cấu hình lên combo bộ nồi thái. Đầu tiên khu bịch bi bên đôi Nhật cho phần cái chén bi ha. Combo nó sẽ gồm có là 6 bi nha. Đó, em khu bịch cho anh em, em dùng bi Nhật cho nó bền ha. Đó, bao cho anh em chạy tha hồ luôn không, không mòn không nứt nha. Rồi tiến hành cho phần cái chén bi, em đi là 6 bi ha. Đó, bi thì nó có hai chiều nha, anh em để cái chiều đích nằm dưới nha, đánh này khỏi mòn bi của anh em. Đó, để đúng chiều full bi bản đồ Nhật cho nó bền. 6 bi nha, đi có hình là Vinh 6 bi nha. Đó, 6 bi. Cái hành cho kẹp trượt nồi mới vô luôn, kẹp trượt nồi Vinh Thái. Đó. Bạp trượt nồi mới nha. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi trước vô ha. Đó, giác nồi mới vô luôn. Rồi tiến hành cho phần cái dây ban đô vô phần ha. Đó, ban đô thì có chiều ha, anh này mới để cái chiều chữ nằm ngoài nha. Rồi tiến hành cho phần cánh quạt nồi vô, cánh quạt nồi tới lòng đền dày nồi trước tới tán nồi trước nha em ha. Rồi em tiến hành là bắn cái nồi trước nha em, bắn nồi trước ha. Rồi sau đó tiến hành cho phần cái bộ nồi sau vô. Bộ nồi xong để cho phần cái cùm bố ba càng rồi sao vô rồi. Đó, nguyên cùm bố ba càng bố thái luôn, nó bền. Đó. Cho phần cái bộ nồi sau. Rồi, tới phần cái bộ chuông nồi thái, đây em đi nguyên combo nguyên bộ ha, không có đi cái nồi dán nha. Tới lòng đình mỏng nồi sau, tới tán nồi sau. Em tiến hành là bắn cái nồi sau và sẽ tiến hành test cho anh em ha. Full có bình bộ nồi thái chiếc Vario nha. Êm bền nhẹ nhàng, không rung không gợn cho anh em ha. Test nhẹ con Vario 155 mới là một khuôn đồ thái bên độ xe nè. Em nói với anh em là bao ok luôn ha. Đó, quá sướng luôn. Khỏi cần test nữa ha. Đó, em bao cho anh em chắc chắn là không rung không gợn ha. Đó, em làm của mình rất nhiều rồi. Full nồi thái ha. Chỉ là lên thôi. Đó. Em ru một lướt một mạch là lướt lên luôn nha, không có gợn ha. Đó. Bao cho anh em là lên một mạch một ha, không bao giờ gợn ha. Chạy rất là nhẹ, rất sướng nha. Đó, nhích là lên thôi. Đó. Đều ga cho anh em luôn. Bao cho anh em là không bao giờ gợn rồi. Đó, full một nồi thái. Em ru, em đã làm rất nhiều xe và rất nhiều năm rồi đó, thì dòng này thì em bao cho anh em rất nhiều năm nha, chạy bao cho anh em luôn ha. Đó, 5-10 năm rồi, ok rồi, thái rất là bền nha. Đó, full có hình bộ nồi chiếc Vario 125 êm mạnh bền. Dòng Vario thì em có nhận làm 125, 150, 160 nha. Đó, bao cho anh em là tha hồ chạy bao tết luôn đó. Làm xong em sẽ viết hóa đơn nè, chấp hành đầy đủ cho anh em, rất là nhẹ xe, lướt gió nha. Đó, nhích là lên thôi. Đó, quá đã rồi, cảm ơn anh trai Vario rất nhiều.